Đen Vâu. Đen Vâu, đường về nhà. Con hát cho khúc rap nha. Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những ngày thị trường lấp lánh, về đến mặt thị trường chơi trội. Và như bao đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Vậy thì vẫn ở yên đó, để những đứa con đi qua ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là vợ xỉn, chứ không phải là đấu đá. Mời để Dạ hay. Trời thế. Sơn Tùng MTV. Đúng rồi, mặt ngầu lòi như sói ca luôn. Tao không biết ai. Đâu? Không biết nè, Sơn Tùng MTP. Chú này hát nhiều bài lắm mà con quên tên rồi. Không biết chú nào. Em không nhớ. Chú này mặc đồ sói ca lắm cô. Mặt rất trắng, y chang người cái Hàn Quốc luôn. Xin chào, con tên Gia Phong, con 10 tuổi. Xin chào, con tên là Nguyễn Khánh Huy, con 9 tuổi. Xin chào, con tên là Minh Hiền, con 6 tuổi. Chào mọi người, con tên là Sunny An Nhiên, năm nay con 7 tuổi, con học lớp 1. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Trinh Ly Vĩnh Khang, năm nay mình 7 tuổi. Dạ hết. Dạ thật, rất nhiều cô ạ. Trấn Thành, Đường Đen, Sức Trinh Thiếp, cô Khánh Vân, con Ngọc Châu, Linh Dương Lan Ngọc, Lâm Mỹ Dạ, chú Đạt. Luật chơi, các bé sẽ lần lượt xem hình của người nổi tiếng và đoán xem người đó tên gì, làm công việc gì. Sau đó chọn ra 3 nghệ sĩ nam và 3 nghệ sĩ nữ để xếp hạng. Cuối cùng là ghép đôi các cặp nghệ sĩ với nhau. What? What? Rất quen cái này với cực kỳ luôn. Con nhìn mặt xinh xinh, giàu giàu. Cô đó mặc đồ LV với em, cho Vi nè, LV. Đi xe hơi. Con thì chưa biết cô này, nhưng mà không thấy cô này ở đâu. Người bất khép nha. Hình như chỗ này tên Sơn Tùng. Cái gì vậy? Nói đại. Không nhớ tên chú, con biết chú hát rap rồi. Binzy các luôn. Binzy làm rapper. Ai vô bật chấp. Coi em. Bịp. À, Quang Hải. Số 19 đúng không? Giống Quang Hải. Quang Hải là số 19. Đã có. Con thích. Con thích chơi bóng rổ đó cô. Dạy nói vô người đá anh chơi. Nhờ con xin phép cô chú cho con thêm bít khác. Đen Vâu. Đen Vâu, đường về nhà. Con hát cho khúc rap nha. Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những ngày thị trường lấp lánh, về đến mặt thị trường chơi trội. Và như bao đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Vậy thì vẫn ở yên đó, để những đứa con đi qua ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là vợ xỉn, chứ không phải là đấu đá. Mời để Dạ hay. Ờ, hơi quen nha. Hình như chị mình có coi hay gì nè. Hơi quen. Hơi quen. Không biết đâu. Chú là ca sĩ. Ca sĩ. Quá thích quá. Dạ. Nhìn quá quen ta. Mình chưa từng gặp. Cô đẹp gái. Cô đó để tóc mái. Tóc cô ngắn. Màu đen. Tóc cô có màu đen. Áo màu đen. Sao môi màu đỏ. Cô ơi, cô làm nghề gì vậy cô? Anh nhớ Hàn Quốc á. Xin phép cô chú cho con qua bức tranh này, tại con không biết con này là bức hả? Tranh này bên nhóm Hàn Quốc thì sao á? Hải Tú. Hải Tú. Hải Tú. Của tên con trai nè. Sao đây? Số. Ai đây? Honey. 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 Cái gì tên quên tên rồi ta? Cái gì vậy? Im lặng, trả lời. Hai tên gì em quên rồi. Cô Harry Won. Đúng rồi, cô Harry Won. Bỏ chú Trấn Thành đó. À, chú Harry Won đúng không? Chú Harry Won. Lộn rồi. Cô Harry Won. Cô Harry Won. Harry Won, bỏ chú Trấn Thành. Đúng rồi. Cô này làm MC. Đúng rồi, làm MC. Nói chung là con thấy cô này nhiều rồi. Dắt viên. Yeah. Sao toàn con trai vậy trời? Sách. Bài sóng gió. Hình nhỏ 5 tuổi con nghe hoài. Dắt rất đẹp trai và sói gà. Sói gà nữa.
Cô lỗ tốt chú này tên gì, làm nghề gì đúng không cô? Cô chú này làm ca sĩ, chú mới hát đó. Thằng Trấn Thành, chú Trấn Thành làm MC diễn hài. Trấn Thành rất đẹp trai và nhà giàu. Thường làm MC thách thức danh hài. Thách thức danh hài. Trời thế. Sơn Tùng MTV. Đúng rồi, mặt ngầu lòi như sói ca luôn. Không biết ai. Không biết nè, Sơn Tùng MTV. Chú này hát nhiều bài lắm mà con quên tên rồi. Em không nhớ. Chú này mặc đồ sói ca lắm cô. Mặt rất trắng, y chang người cái Hàn Quốc luôn. Thảo Hoàng. Nhìn con bên mình quen quen. Thì Thảo Hoàng đó quen rồi. Hát cái là YouTuber. Còn con không biết gì luôn. Em ơi, em đáng đi ha. Đúng rồi. Bây giờ tao ăn chơi đàn em. Wow. Cô này tóc dài, trên đỉnh màu đen nữa, ở dưới màu hơi bạc bạc. Màu bò sữa. Vàng bạc á. Vàng bạc. Cô mặc đồ học sinh. Good xinh gái giống như là nhóm Hàn Quốc gì đó. Đúng rồi, Blackpink. Dạ xinh. Rất đẹp. Nhảy. Diễn viên. Diễn viên mà nhảy nữa mà. Chắc ca sĩ. Đúng rồi, chắc ca sĩ. Thều Bảo Trâm. Thều. What? Dạ, con này là hoa hậu. Chắc là á hậu, á hậu hay là hoa hậu con? Cô này miệng cô rất tốt. Lông mi thì cũng rất tốt. Mặt thì xinh đẹp. Mặc áo trắng, tóc dài. Chữ gì đầu tiên con, chữ gì đầu tiên? Chữ hậu. Nghĩ với con. Không phải hậu. Hậu chắc luôn. Thôi hắn đi. Thôi đúng. Ừ. Là giống Diễm My á. Môi đỏ. Ờ đúng rồi, giống Diễm My á. Ờ giống Diễm My, cô trong gia đình là số 1 á. À. Đâu? À. No you. Xinh gái. Xinh gái. Xin cô cho con biết là con này tên gì? Ai em? Ai em? Ai? 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 Nói đi. Em nhờ ký hình thôi, còn em không nhờ tên đâu. Ba chú ở trên trước. Chuẩn chạy mương. Rẻ con 500 này mà nhớ xanh bạc. Hết. Rẻ con 500 nhỏ. Được rồi. Đâu? Dạ rồi. Trời ơi. Rồi chứ. Dạ con lấy hình ra cái nào đẹp là còn em này nói là ai đẹp nhất em đã chọn lên cho con. Sơn Tùng MTV nhìn cái mặt rất đẹp trai, con rắn. Tính ra cái cô da trắng kìa, cô cũng là top 1 á. Xinh mà. Dạ. Cô chính ấy. Chỉnh lại cho con. Cô cho con chỉnh xíu đi con. Ok, hoàn hảo. Tại vì chú này là thằng tượng của con. Này con cho chú đứng một luôn. Còn con thấy chú này gấp hai cơ nên con cũng cho ở đây luôn. Chú này con chưa nghe cho anh ba. Còn con cô này là đẹp gái nên con cho một. Con này là thần tượng nên là con cho hai. Cô này không biết gì hết cho ba. Thấy xinh là được. Đấy, qua đây chứ.
Đây để dưới. Một cặp mà. Có một cặp đôi á. Con trai ở trên này, con trai ở trên. Con trai ở trên. Ủa, bên đây với họ biết cô này chứ. Cô này cũng quen cái mát được mà rồi. Quên. Dạ. Ok. Con thì thấy cô có Hong Bi Won là vợ của Trấn Thành, nên là con sẽ chú Trấn Thành với lại cô của Hong Bi Won một cặp đôi. À, cặp số 1 hả? Chú đó hát rap về giỏi, chú có tiền thì cô đó là mới đeo cái đồ LV nè. Con thì thấy chú Binzy là trong rap biệt, cô kia cũng là trong rap biệt, cho nên con thấy con đó hợp nhất. Con không ghét cặp nào. Con không ghét người gì. Em ghét đàn ông kìa. Em ghét đàn ông mà. Cô chú ấy nhìn hợp với nhau quá. Con không biết đánh đại. Đầu tiên là con kêu Phong đổi cái hình lên xuống này. Đại, con thấy chú Sơn Tùng MTV rất là đẹp trai, với cái cô đó rất là đẹp trai, hai người rất... Đúng rồi, hợp lý lắm anh bà nhỏ. Còn con thì con thấy cô cho đẹp gái chịu dưới đẹp trai chơi với nhau. Quang Hải là con ghét. Nghĩ chú Quang Hải có thể hợp với cô nhân viên này. Ví dụ như con nó đi họp báo á, rồi gặp chú Quang Hải mà. Không được mà. Làm lỡ như đi bảo gặp rồi sao? Nên chúng ta có thể hợp nhau. Cặp số 3 hả? Mặc áo màu trắng giống nhau thì con cho luôn. Thôi con không biết. Con cho xếp.